Kính thưa bà con, hiện nay á, là cái tình trạng mà uống rượu bia tương đối là nhiều, rồi cũng là nỗi khổ của quý bà. Mỗi khi mà ông về là ngoài cái chuyện mà say xỉn, rồi khi mà đi kiểm tra sức khỏe mà vô tình đi kiểm tra coi như không phải định kỳ nhưng mà một cái bệnh nào khác, rồi đi kiểm tra sức khỏe qua xét nghiệm máu thì người ta thấy là men gan cao, mỡ máu cao, không? Rồi những cái trường hợp như vậy người ta bảo là có uống rượu bia nhiều hay không thì coi như là cái điều đó là không chối cãi được. Đó. Và một cái nữa là chúng ta thấy những cái người mà nóng nhiệt, môi khô, miệng khô, khát nước, đi cầu bón, đi tiểu bàn. Một trường hợp nữa là cứ ngứa liên tục, gãi nhiều. Đó là cái trường hợp mà ta gọi là chức năng gan suy giảm hay là độc tố của gan. Một cái nữa là chính cái chức năng gan suy giảm cho nên cái công năng mà thải trừ độc tố là không có ha. Rồi chuyển hóa mỡ không có hoàn thành ha. Đó là những cái trường hợp mà gan nó yếu, nó suy giảm. Mình nói đơn giản như vậy đi. Bây giờ vấn đề đặt ra nè, nãy giờ mình nói như thế nhưng mà có trong Đông y có cái bài thuốc nào mà nó giải quyết được những trường hợp vừa kể hay không? Xin thưa với bà con là như thế này. Một trong những cái vị thuốc mà nó giải quyết được cái chức năng gan suy giảm, nó giải quyết được cái độc tố gan đó chính là cái vị nhân trần và chi tử. Đó là hai cái vị thuốc mà trong Đông y người ta rất là thích dùng. Một cái nữa là lâu nay bà con thấy là mỗi khi bị viêm gan B, viêm gan C thì cái vị mà Diệp Hạ Châu, tức là cái chó để răng cưa, là một trong những cái vị thuốc mà người ta thích sử dụng. Và gần như là trong 14 cái công ty mà sản xuất ra cái Diệp Hạ Châu thì người ta thấy rằng cái nhân trần chi tử cũng đã có trong cái vị thuốc, trong bài thuốc đó để mà hỗ trợ thêm cho cái Diệp Hạ Châu. Đó là những cái mà chúng tôi muốn nói trong cái bài thuốc để hỗ trợ cái gan. Thế bây giờ nếu mà đi tìm những cái vị thuốc như vừa kể thì chúng ta thấy nó cũng rất là khó khăn. Làm sao mà đủ mà Diệp Hạ Châu, rồi nhân trần, rồi chi tử, rồi đặc biệt là lá trâm bầu trong cái xuất sắc để mà trị cái chuyện mà gan nó đã bị bệnh hoặc là hỗ trợ cái chức năng gan bị suy giảm đó. Và làm sao mà có cái cỏ ngọt mà nó vừa phải để nó không ngọt quá, hoặc là mình pha ra mình uống mà mình thấy nó ngon, nó hấp dẫn. Đó là những cái câu hỏi đặt ra đối với bà con. Thế bây giờ để tiện dụng thì cái vấn đề mình đặt ra là trên thị trường hiện nay có cái sản phẩm nào mà như vừa kể hay không? Thì xin thưa là có rất nhiều sản phẩm, nhưng mà một trong những cái sản phẩm đó là xin giới thiệu với bà con cũng rất đơn giản. Đây là sản phẩm trà bảo vệ gan. Riêng cái chữ bảo vệ là chúng ta thấy nó là nó giúp cho chức năng gan được mạnh và thải trừ những cái độc tố ra bên ngoài, và đồng thời là những cái kháng lại những cái không có lợi cho gan thì cái trà này. Thế một gói là gồm có là một cái gói lớn như thế này, đựng trong cái hộp. Ở trong này có cái tờ giấy hướng dẫn nữa, thì có như thế là 20 gói dạng trà túi lọc như thế này đó. Và đây là cái mà chúng tôi để cho bà con thấy là nó mô phỏng, thì cứ một gói như thế, nếu như dùng một gói bỏ trong một cái ly và đổ vào 100ml nước sôi thì sẽ được như thế này. Ta có thể uống một lần, nhưng mà thường để dễ sử dụng thì bà con dùng một lúc là hai gói trà túi lọc
nhưng là bảo vệ gan như thế này, đổ vào 1 lít nước sôi và uống cả ngày. Hễ nó nhạt lúc nào thì chúng ta cứ thêm nước sôi như thế đấy. Thế bây giờ cái công dụng của trà bảo vệ gan nó như thế nào? Chúng ta thấy cái đầu tiên là hỗ trợ thanh nhiệt. Thanh nhiệt nghĩa là sao? Làm cho nó mát trong cơ thể của mình. Nó thanh nhiệt, thí dụ như nhiệt miệng này, rồi da mẩn ngứa, rồi người thì nóng nảy bức rứt, rồi môi khô, miệng khô, đi cậu bón. Thì cái việc đầu tiên là cái trà bảo vệ gan nó gọi là hỗ trợ thanh nhiệt, hỗ trợ giải độc gan trong những cái trường hợp mà ngứa cho là gan nóng chẳng hạn, rồi nó giải độc, hoặc là do uống rượu bia nhiều cũng là độc ha, rồi hút thuốc lá nhiều cũng là độc tố ở trong người nhiều, uống rượu độc tố nhiều thì nó gọi là giải độc gan. Hỗ trợ bảo vệ gan, bảo vệ gan là cái chuyện đương nhiên rồi, mình bảo vệ để chức năng gan nó làm tròn cái nhiệm vụ của nó. Cái nữa là tăng cường chức năng gan, tức là chúng ta thấy là cái nhiệm vụ của gan như thế nào thì cái trà bảo vệ gan nó bảo vệ, và đồng thời nó tăng thêm những cái tác dụng như tôi vừa kể. Thế bây giờ thành phần á, tôi nói thành phần trước nó có cái gì. Đầu tiên là diệp hạ châu, tức là cái cho để răng cưa, là lâu nay á, là mỗi khi viêm gan siêu vi B, C, người ta hay dùng cái cây cho để răng cưa để mà sử dụng, thì cái diệp hạ châu là đầu tiên. Cái thứ hai là nhân trần. Nhân trần là một trong những cái vị thuốc mà nó vừa bảo vệ gan, đồng thời nó là nhuận gan tốt. Cho nên người ta có câu là nhân trần ít mẫu đi đâu ha. Để cho gái đẻ đớn đau thế này, cái vị nhân trần là rất có lợi cho gan. Và nhân trần chi tử là hai cái vị thuốc mà tất cả những cái nào mà điều trị gan bắt buộc phải có, đó là nhân trần chi tử. Cái lá trâm bầu, nhiều lần chúng tôi cũng có giới thiệu với bà con, cái lá trâm bầu là một trong những cái lá, cái vỏ cây là nó phòng ngừa hoặc là điều trị cái ung thư, nói thẳng luôn. Nhưng mà lá nó là nó bảo vệ gan, nhuận gan và giải độc gan. Và một cái nữa là cái cỏ ngọt, chẳng qua là làm cho nó ngọt cho nó dịu, là cho dễ uống. Revia nó là một trong cái là đường mà không phải là đường hóa học, mà nó thấy nó ngọt. Thế bây giờ cái đối tượng sử dụng là như thế nào? Hồi nãy là chúng ta thấy là cái công dụng của nó, nói lại là hỗ trợ thanh nhiệt nè, rồi hỗ trợ giải độc gan nè, hỗ trợ bảo vệ gan và tăng cường chức năng gan. Còn cái đối tượng sử dụng mà là người có chức năng gan suy giảm, thí dụ như người mà viêm gan siêu vi B, siêu vi C là chắc chắn là chức năng gan suy giảm. Người mà đang sơ gan, rồi người mà có thể sơ gan giai đoạn 1, và gần có thể nó sẽ chuyển qua cái ung thư gan, thì cái đó ta gọi là sơ gan. Nhưng mà với cái biểu hiện gì? Biểu hiện là rôm sảy này, nổi mề đay này, đó là những cái biểu hiện mà chức năng gan suy giảm. Một cái nữa là nước tiểu vàng, sạm da, rồi cái nữa là đi cầu bón, rồi đi tiểu vàng, có thể là táo bón, rồi tiêu chảy, một chức năng gan nó suy giảm, nên là có những cái triệu chứng đó. Và một cái nữa là người uống nhiều rượu bia làm hại gan. Như vậy có thể mình nói ngược lại như thế này, tức là những người mà sử dụng nhiều rượu bia, thế bây giờ muốn phòng vệ thì chúng ta dùng cái trà bảo vệ gan để thải bớt cái độc tố của cái rượu bia. Cái đó là cái đối tượng mà sử dụng cái sản phẩm trà bảo vệ gan này. Thế sử dụng thì như đã nói đó, một túi lọc vào thì ta thêm 100ml nước sôi rồi uống, hoặc là dùng 2 gói ta bỏ trong cái bình rồi đổ 1 lít nước sôi và ta uống cả ngày. Cái cách này là dễ nhất. Rồi và chúng ta thấy nữa là cái vấn đề đặt ra, ta nói cái người nào mà chức năng gan suy giảm rồi gan nó yếu rồi muốn bảo vệ thì sử dụng, nhưng mà cái người bình thường uống được hay không? Xin thưa là được. Coi như là để tiếp khách thì chúng ta có thể pha trà rồi ta rót ra để tiếp khách, hoặc là trong gia đình mình để trong tủ lạnh là lúc nào thích là uống. Mà một cái điểm rất là đặc biệt là trong trường hợp mà đi thử máu, người ta kết luận là men gan cao, rối loạn chuyển hóa mỡ, sau thời gian khoảng chừng 2 tháng
uống cái trà bảo vệ gan, đi thử máu lại là coi như đã trở lại bình thường. Đó là cái công dụng chính của cái trà bảo vệ gan. Xin cảm ơn sự lắng nghe của bà con. Xin chào.